Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với ngày số 4. Chúng ta sẽ tập khoảng 250 calorie và với 3 bài bụng và 3 bài thể lực nha. À, 3 bài bụng và 2 bài thể lực thôi, 2 bài, tại vì 2 bài thể lực này rất là nặng. Rồi, bài đầu tiên là cái bài đơn giản nhất, đó là bài jumping jack. Rồi, sau đây tôi để các bạn qua đây chút. Rồi, cái bài này là cái bài rất là phổ biến. Nhưng mà muốn mà các bạn giảm mỡ nhiều, các bạn phải tập số lượng nó khá là nhiều. Và hãy tập khoảng bao nhiêu hiệp đó, bao nhiêu lần đó, tôi đã ghi trong lịch tập rồi nha. Tôi chỉ hướng dẫn với cái kỹ thuật thôi. Đầu tiên là để tay như dưới vậy. Khi các bạn nhảy lên thì các bạn vỗ tay trên xuống, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Cái này mình duy trì, mình nhảy 4-5 cái, sau 7 cái rất là mệt luôn nha. Rồi, hít thở đều nha. Nhớ, không có tập kiểu nhiều kiểu sai như thế này. Ví dụ bẻ tay lên gì, nhiều bạn nhảy bẻ tay gì, các bạn sẽ bị đau, bị tay chỗ này à. Rồi, đá tay gì nè, nó sẽ dễ chịu hơn. Ok chưa? Đơn giản, bạn thể lực rất dễ dàng. Và cái chân bạn cố gắng là đáp nhẹ bằng cái mũi chân nha. Nhảy ra, nhảy ru, nhảy ra, vô. Không phải như bạn nhảy chung minh chắc, các bạn nhảy gì? Thấy mệt không? Nhảy cái đó rất là mệt luôn, đúng không? Rồi, chúng ta cố gắng đáp nhảy bằng mũi chân nha. Hít thở, hít thở. Rồi, ok. Tất nhiên là giữa các hiệp các bạn sẽ có một khoảng thời gian nghỉ và hãy tập bài này. Bài hiệp đó từ 3 đến 4 hiệp. Ha. Rồi, tiếp theo là bài số 2, bài thể lực. Nó khá là nặng. Nhưng mà cố gắng mình tới lên các bạn tập được mà. Đơn giản thôi, bài tập này các bạn là copy, nó là thể lực tổng hợp. Rồi, một cái động tác của bài này nó sẽ là một tổ hợp những cái chuyển động như sau. Đầu tiên là nhảy vỗ tay lên cao, chống tay xuống, nhảy tay ra sau, nhảy ngược lại. Đó. Là sống tay xuống là được 2 cái ha. 1 nè, 2 nè. Rồi, bài này mọi người hay ăn gian như thế này, đó là vỗ tay trên không, gọi khòm xuống. Không, các bạn phải ngồi xuống, các bạn chống tay về, giữ lưng thẳng. Rồi, nhiều bạn không nhảy ra mà lại bước tay ra như vậy. Ok, chúng ta phải nhảy ra thì chúng ta hao thể lực, chúng ta mới đốt mỡ được chứ. Nhảy ra. Rồi, tương tự đã nhảy ra thì bạn nhảy vô, đừng nhảy ra mà bước vô gì nha. Nhảy ra, nhảy vô. Rồi, lại ngồi thẳng dài, đứng thẳng lưng lên. À, nhiều bạn từ tư thế này mà lại nâng cái mông chưa được, khòm lưng lên gì. Đừng tập để bị lưng bị khòm. Ok chưa? Rồi, đó là tư thế bóp bi. Rồi, bài này. Rồi, các bạn tập đi. Số hiệp, số lần, tôi đã ghi trong bài tập rồi. Ok, tiếp theo chúng ta còn 3 bài tập bụng nữa. Chúng ta sẽ kết thúc cái buổi tập này. Nó sẽ hơi khó hơn một chút. Đầu tiên là bài gập bụng, khuỷu tay chạm đầu gối từng bên, nghĩa là vô tư thế như thế này. Rồi, các bạn để bắt chéo chân lên vậy ha. Rồi, hãy lưu ý cái khuỷu tay của bạn để sau đầu, cố gắng gập bụng lên, cái chân dễ giữ yên nha. Không có phải là khi các bạn gập lên á, các bạn dùng các bạn co cái chân để các bạn ép vô bụng, để ý cái chân đó gập lên để khuỷu tay nó chạm vô. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 10 nè. Rồi, ví dụ bài này mà tôi nói là tập 3 hiệp 10 đi, hay là 4 hiệp 10, hay là 5 hiệp 10, tức là mỗi hiệp là 10 cái mỗi bên mới được tính là một hiệp nha. Và khi các bạn tập, hãy cố gắng tập trái phải, trái phải, trái phải liên tục. Đó, ví dụ như vừa rồi bên phải đi ha, là 10, sau đó vừa vô bên trái. 1, 2, 3, 10. Ok, hít thở nè. Hít thở. Bài này cực kỳ vô cơ bụng của các bạn. Rồi, bài tiếp theo của chúng ta sẽ là bài đạp xe trên không. Rồi, bài này thì nó sẽ như thế này. Đầu tiên là để hai tay của bạn ở cỡ khoảng này. Cái chân của bạn nó sẽ như thế này, duỗi ra. Một chân co vô, một chân duỗi ra. Hai chân nó sẽ co, duỗi, duỗi hết này thì liên tục. Thì cái khuỷu tay này nó sẽ luôn phiên, nó chạm đầu này qua đầu kia. 1 nè, 2 nè, 2 nè. Ví dụ như một hiệp 15 cái mỗi bên thì tất nhiên là các bạn sẽ tập tổng cộng là 30 cái. Các bạn hiểu chưa? Nào, đếm lại nè. 1 nè, duỗi ra nè. 2 nè, ha. Chúng ta đừng tập ăn nhiên theo kiểu là chúng ta không đá hết chân lên như vậy. 1, đấy, chúng ta đừng tập ăn nhiên như vậy ha. Cố gắng duỗi hết ra thì mới vô bụng của các bạn được nha. Rồi, bài cuối cùng đó là đá chân luôn phiên, tập cái phần cơ bụng dưới là cái phần dễ vì có nhiều mỡ của nữ. Đầu tiên các bạn nằm xuống, các bạn đặt hai tay các bạn dưới mông của các bạn,
Rồi các bạn duỗi hai chân ra. Rồi hai chân chúng ta sẽ đá luôn xuyên như thế này. Rồi các bạn sẽ hơi chồm cái bụng lên đó trong cái thế này, nó sẽ gồng của các bạn rất là nhiều. Cái chân của bạn không gồng anh thăng ban đâu, giữ vừa vừa thôi, nhưng mà thả lỏng cái chân, nghĩa là cái cơ bụng của bạn sẽ gồng để dùng cơ bụng để nó điều khiển cái chân lên xuống lên xuống lên xuống, ok chưa? Và giữ đều cái nhịp thở. Rồi ví dụ mà một hiệp mà 10 cái một bên, tức là một hiệp là 20 cái, tức là đếm 10 cái một bên, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 9 nè, 10 nè, ok. Rồi giữ đều nhịp thở. Rồi những cái bài tập này, lịch tập chi tiết tôi đã gửi cho các bạn đăng ký khóa học online rồi, cứ theo video này mà tập nha. Rồi cố gắng có đi coi lại cái kỹ thuật này đừng đã bị sai, nếu đọc sai gửi video tôi chỉnh rồi thì tập coi lại tập lại nhé. Rồi kết thúc video, các bạn tập tốt nha.